Chiều ngày 5 tháng 8 năm 2020, đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông huyện làm trưởng đoàn, đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại hai điểm thi trên địa bàn huyện. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, huyện Mường Khương có 2 điểm thi. Điểm thi số 1 tại trường Trung học phổ thông số 1 Mường Khương gồm 198 thí sinh với 9 phòng thi. Điểm thi số 2 tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện gồm 250 thí sinh với 11 phòng thi. Theo báo cáo của hai đơn vị trường được bố trí điểm thi, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã cơ bản hoàn tất. Các trường đều tổ chức dạy, củng cố, bồi dưỡng kiến thức và ôn thi tốt nghiệp, đánh giá chất lượng học sinh lớp 12, tổ chức tuyên truyền phổ biến quy chế và hướng dẫn thi cho cán bộ thí sinh dự thi. Các trường cũng đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ kỳ thi, xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an toàn cho kỳ thi như mưa bão, phòng chống cháy nổ, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện nước và các tình huống bất thường khác, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua kiểm tra nắm tình hình, đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt tại hai điểm thi. Đồng thời, để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị, bên cạnh việc chuẩn bị đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và hiệu trưởng trường đặt điểm thi tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Khai báo y tế trung thực, động viên khích lệ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh yên tâm tham gia tổ chức kỳ thi. Hàng ngày, rà soát, lập danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên và các trường hợp thí sinh có gia đình, người thân từ các tỉnh, thành phố có người bị mắc COVID-19 trở về để báo cáo về Ban chỉ đạo thi cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông số 1 Mường Khương và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông huyện, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo để tham mưu Ban chỉ đạo thi cấp huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chủ động hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chuẩn bị sử dụng khẩu trang trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến trường và thời gian tham gia kỳ thi, bố trí đủ nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, tiếp tục rà soát, sắp xếp, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực tổ chức thi, khu bán trú, nội trú, bố trí tối đa các phòng hiện có của nhà trường để làm phòng thi dự phòng.